Ui vậy. Nó mềm không? Đụng xe qua cho đụng thứ ơi. Ý. Trời ơi, nhắc gì vậy? À, nó thùng vô nè, nó thùng vô, thùng ra nè. Đâu cho em đụng thứ ơi. Trời phải. Đụng không xịt này. Còn hết mà tại vì đấy đây rồi. Con này nó có gì vậy? Con hải sâm. Hải sâm. Ờ không xịt đây. Rồi. Hết nước rồi. Anh ơi cho tôi uống nước. Anh ơi. Em đụng sao hết nước rồi. Phơi hai cái thôi chứ.